với bề dày hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, võ thuật cổ truyền Việt Nam luôn thể hiện trọn vẹn bản sắc độc đáo, anh hùng của dân tộc. Tiếp nối truyền thống cao đẹp này, những năm qua, Võ Đường Thành Phong đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và đào tạo nên một đội ngũ võ sư chuyên nghiệp nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp của võ thuật cổ truyền, đồng thời khuyến khích người người rèn luyện sức khỏe. Võ Đường Thành Phong đã thực hiện chủ trương phát triển các môn thể thao dân tộc trong trường học. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường phổ thông. Võ sư Hoàng Thành Phong, chủ nhiệm Võ Đường Thành Phong, được biết đến là người có công lớn gây dựng và phát triển phong trào võ thuật, nhất là phong trào võ thuật học đường. Nhiều năm qua, Võ sư Hoàng Thành Phong đã đưa võ thuật cổ truyền vào học đường từ bậc mầm non đến đại học. Ngay từ năm 95, Võ sư Hoàng Thành Phong đã làm thí điểm đưa võ thuật vào giảng dạy ở trường mầm non Việt Triều. Và kết quả cho thấy, dù còn bé nhưng các em lại có độ dẻo, mềm mại, dễ dàng tiếp cận với võ thuật cổ truyền. Được sự hưởng ứng tích cực của các trường mầm non đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay, Võ Đường Thành Phong đang duy trì hơn 40 câu lạc bộ võ thuật tại các trường mầm non trong thành phố. Trong đó, một số trường mầm non như Hoa Thủy Tiên, Linh Đàm, Hoa Hồng đã đưa võ thuật vào chương trình học của trường. Đặc biệt, tại một số trường tiểu học như Ba Đình, Thủ Lệ, Nguyễn Trung Thực, Trương Dương, Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, võ thuật cổ truyền đã trở thành môn tự chọn bắt buộc đối với học sinh. Câu lạc bộ võ thuật ngày càng được nhiều học sinh lựa chọn tập luyện vào các giờ học ngoại khóa. Chúng tôi vẫn phát triển các câu lạc bộ võ thuật ở trong các trường học, từ trường, và nhất là các đặc điểm và khối trường học, và phát triển các câu lạc bộ võ thuật, võ cổ truyền trong các trường học. Rồi là cũng truyền bá được hai cái bài Mai Hoa Tứ Lộ và bài Tứ Linh Đao, và các cụ đã giành được huy chương vàng tại giải võ thuật cổ truyền của thành phố Hà Nội. Đấy là những cái điều mà rất là sức khỏe, cũng là mang đến cho mọi người, đó là niềm hạnh phúc của Võ Đường Thành Phong chúng tôi. Đây là một kỳ thi lên đài được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Việt Đức, Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Hơn 200 võ sinh với các độ tuổi khác nhau từ 14 đến 20, phân đường của Võ Đường Thành Phong đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, thể hiện được nét đẹp của võ thuật cổ truyền. Buổi thi lên đài nhằm trình diễn, báo cáo kết quả học tập của các môn sinh ở các phân đường trong 4 tháng qua. Trong buổi lễ này, tập thể huấn luyện viên, võ sinh đã biểu diễn nhiều bài quyền đẹp mắt như Mai Hoa Tứ Lộ, Bắt Quái Côn, Côn Hai Đầu, Hồ Điệp Song Đào, Bắt Quái Song Đào, Đình Bà, Bắt Quái Đơn Đào, Trường Quyền, Độc Long Kiếm. Các võ sinh thi quyền thuật, chiến thuật, công phá, nội công. Kết thúc buổi kiểm tra, các võ sinh đều đạt yêu cầu thi lên đài. Kết quả này chứng minh phần nào tinh thần học tập, rèn luyện của các võ sinh. Em lựa chọn Võ Đường Thành Phong vì đây là một phần là do sở thích của em từ hồi nhỏ. Một phần khác là em thấy hoạt động ở võ đường rất là bổ ích, rất là mang lại rất nhiều điều thú vị cho em. Ở võ đường em sẽ có được rèn luyện được sức khỏe, sự tự tin và bản lĩnh. Quan trọng nhất là sức khỏe. Em mong muốn là võ đường ngày càng phát triển. Em cũng có điều kiện tốt để tham gia võ đường được nhiều hơn. Em học võ để mình khỏe hơn và để biết tự vệ ạ. Võ Đường Thành Phong thường xuyên kiểm tra thi lên đài theo định kỳ cho các võ sinh. Thông qua các buổi kiểm tra nhằm đánh giá học tập của các em, cũng như công tác đào tạo của các huấn luyện viên ở các phân đường. Các kỳ thi lên đài còn góp phần động viên, khuyến khích các em luyện tập chăm chỉ hơn. Việc theo học võ cổ truyền, nhiều em không những có sức khỏe tốt mà tính tình cũng trở nên điềm đạm, dũng cảm, đồng thời giúp các em tự tin trong cuộc sống, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Với tư cách là một trong những phụ huynh học sinh hiện nay đang có con theo học võ đường ấy, thì tôi thấy rằng đây là một hoạt động thể thao rất là có ý nghĩa. Thì tôi thì quan niệm rằng là muốn học cho giỏi, muốn có một cái tinh thần tốt thì trước hết nó phải có một cái thân thể, một cái sức khỏe tốt. Thế thì chính vì cái tâm niệm đó mà tôi luôn chú ý cho con tôi những hướng hoạt động thể thao. Thì trong cái quá trình hoạt động thể thao thì và cũng thăm dò một số thì tôi đến Võ Đường Thành Phong, bởi vì khi tôi thấy các cháu tập thì tôi có thấy các cháu tâm niệm 6 điều tâm niệm,
Trong 6 điều tâm niệm đó, tôi thấy rằng nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhân văn. Và tôi cho rằng là ngoài khi mà đưa cháu đến đây tập, ngoài cái chuyện cháu rèn luyện sức khỏe, cháu rèn luyện được cả cái đạo đức, tinh thần võ thuật. Và những cái điều đấy thì nó rất của tinh thần cho cái hoạt động học hành và hoạt động để hoàn thành nhân cách, để xong rồi phục vụ cho học tập và để làm con người tốt, con tốt trong gia đình cũng như công dân tốt trong xã hội. Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, với phương châm học võ đạo trước khi học võ thuật, Võ đường Thanh Phong đã đào tạo được hàng vạn võ sinh các cấp, tham gia hàng chục giải thi đấu võ thuật quốc gia và quốc tế. Những võ sĩ ưu tú của Võ đường Thanh Phong với sự khổ luyện công phu, bản lĩnh vững vàng đã đạt được những thành công làm rạng danh võ đường như võ sĩ Nguyễn Viết Châu, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trịnh Trung Hải, Nguyễn Bá Long, Chu Văn Trường, Lê Duy Hùng. Với tổng số 18 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, Võ đường đã 3 lần đoạt cúp luân lưu của Liên đoàn Võ thuật Pencastilat Hà Nội dành tặng. Võ đường Thanh Phong là nguyên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì môn Pencastilat đội tuyển Việt Nam ấy, đã mang nhiều huy chương cho Việt Nam. Thế anh vừa rồi lại có đường về hoạt động ở thành phố cũng như là các trường học ấy, thì cái hiện nay là thể thao nâng cao mà nếu mà để phát triển một cách vững chắc ấy, thì phải có một cái chân đế tốt. Thế cho nên cái những huấn luyện viên giỏi thì là thường thường người ta thì huấn luyện ở những cái cơ sở thì quá tốt, bởi vì là những cái là như các cháu mới học ấy, thì là nét bút như thế nào ấy, thì trong võ thuật cũng như thế, tức là những cái huấn luyện viên giỏi và được truyền đạt các cháu từ lúc mà mới bắt đầu nhập học ấy, thì là rất tốt, bởi vì các cháu chưa biết động tác, chưa biết kỹ thuật, cho nên những vận viên mà đào tạo được mà tốt ấy, thì phải trở thành những cái vận viên sau này, thì là các cháu là phải là từ lớp tức là 5-6 tuổi mà huấn luyện từ từ những cái cơ nét cơ bản, biết đi các nắm đấm ra làm sao và cách di chuyển như thế nào thì sau này phát triển dần dần nó sẽ tốt. Bởi vì chính vì vậy cho nên là Võ đường Thanh Phong là hoạt động hiện nay tôi biết là hơn 5 võ đường ở Hà Nội thì một cái phong trào rất là tốt, và nếu mà được nhân rộng thì là phong trào có thể phát triển tốt hơn trong này nữa, mà có thể vừa tức là đưa cho các cháu trong học tức là sức khỏe tốt, học tốt, mà có thể là cũng đầu tư đây có thể tuyển chọn những vận viên xuất sắc sau này cho Việt Nam. Tiếp bước truyền thống anh hùng, thượng võ của dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều huấn luyện viên thuộc Võ đường Thanh Phong đã có mặt tại Học viện An ninh Nhân dân, Trường Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Thể thao Thiếu niên mùng 10 tháng 10, Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Thực tế đã khẳng định những huấn luyện viên như Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Thế Quang, Vũ Văn Tác, Bùi Trung Hiếu, Phạm Văn Phước, Nguyễn Tuyết Ly dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của võ sư Hoàng Thanh Phong đã trở thành những huấn luyện viên võ thuật có khả năng sư phạm và chuyên môn giỏi, được đánh giá cao. Năm 2008, với thành tích trong công tác bảo tồn và phổ biến võ học phương Đông, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, Võ đường Thanh Phong đã được Hiệp hội UNESCO Việt Nam tặng bằng khen. Võ đường Thanh Phong đã từng tham gia nhiều hoạt động lớn của quốc gia như lễ khai mạc ASEAN Indoor Games 3, biểu diễn tại đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong thời gian tới, Võ đường Thanh Phong sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào mà mục tiêu là phát triển câu lạc bộ võ thuật trong các trường học, góp phần truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam.